Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Chữ người tử tù. Nguyễn Tuân. Kết quả cần đạt. Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao. Qua đó, hiểu được quan điểm thẩm mỹ của nhà văn Nguyễn Tuân. Hiểu được nghệ thuật của thiên truyện, tình huống truyện độc đáo, tạo không khí cổ xưa, thủ pháp đối lập, ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình. Tiểu dẫn. Nguyễn Tuân sinh năm 1910, mất năm 1987. Sinh ra trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Quê ông ở làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ nhỏ, ông theo gia đình sống ở nhiều tỉnh miền Trung. Nguyễn Tuân học đến cuối bậc thành trung, tương đương với cấp trung học cơ sở hiện nay ở Nam Định. Sau đó, về Hà Nội viết văn và làm báo. Cách mạng tháng 8 thành công, Nguyễn Tuân đến với cách mạng, tự nguyện dùng ngòi bút phục vụ hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ năm 1948 đến năm 1958, ông là Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam. Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với văn học Việt Nam hiện đại. Thúc đẩy thể tùy bút, bút ký văn học đạt tới trình độ nghệ thuật cao, làm phong phú thêm ngôn ngữ văn học dân tộc, đem đến cho nền văn xuôi hiện đại một phong cách tài hoa và độc đáo. Năm 1996, Nguyễn Tuân được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Những tác phẩm chính của Nguyễn Tuân là Một Chuyến Đi năm 1938, Vang Bóng Một Thời năm 1940, Thiếu Quê Hương năm 1940, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua năm 1941, Đường Vui năm 1949, Tình Chiến Dịch năm 1950, Sông Đà năm 1960, Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi năm 1972, vân vân. Truyện ngắn Chữ Người Tử Tù lúc đầu có tên là Dòng Chữ Cuối Cùng, in năm 1938 trên tạp chí Tao Đàn. Sau đó, được tuyển in trong tập truyện Vang Bóng Một Thời và đổi tên thành Chữ Người Tử Tù. Vang Bóng Một Thời khi in lần đầu năm 1940, gồm 11 truyện ngắn, là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước cách mạng. Được nhà phê bình Vũ Ngọc Phan nhận xét là một văn phẩm đạt gần tới sự hoàn thiện, toàn mỹ. Nhân vật chính trong Vang Bóng Một Thời phần lớn là những nho sĩ cuối mùa, những con người tài hoa, bất đắc chí, gặp lúc Hán học suy vi, sống giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng. Những con người này, mặc dù buông xuôi, bất lực, nhưng vẫn mâu thuẫn sâu sắc với xã hội đương thời. Họ không chịu a dua theo thời, chạy theo danh lợi, mà vẫn cố giữ thiên lương và sự trong sạch của tâm hồn. Họ dường như cố ý lấy cái tôi tài hoa, ngông nghênh của mình để đối lập với xã hội phàm tục, phô diễn lối sống đẹp, thanh cao của mình như một thái độ phản ứng trật tự xã hội đương thời. Trong số những con người tài hoa ấy, nổi bật lên hình tượng ông Huấn Cao
trong chữ người tử tù. Một con người tài hoa, không chỉ có tài mà còn có cái tâm trong sáng. Mặc dù chí lớn không thành, nhưng tư thế vẫn hiên ngang, bất khuất. Văn bản. Nhận được phiến chát của Sơn Hưng Tuyên, đốc bộ đường. Viên quan coi ngục, quay lại hỏi thầy thơ lại, giúp việc trong đề lao. Này thầy bát, cứ công văn này thì chúng ta sắp nhận được 6 tên tù án chém. Trong đó, tôi nhận thấy tên người đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe ngờ ngợ. Huấn Cao? Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? Xin chú thích. Phiến chát. Phiến chỉ đơn vị một tấm, một mảnh. Chát là công văn của cấp trên yêu cầu cấp dưới thực hiện. Phiến chát là tờ lệnh của cấp trên truyền xuống. Đốc bộ đường là dinh quan tổng đốc. Tổng đốc là chức quan đứng đầu một tỉnh lớn thời xưa. Thơ lại, người trông coi việc giấy tờ ở cửa quan. Đề lao là nhà lao. Thầy bát là người được phong hàm bát phẩm, đứng ở bậc thứ 8 trong 9 phẩm trật, cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm của triều đình phong kiến. Huấn Cao, Huấn Đạo, họ Cao. Huấn Đạo là chức quan coi việc học ở một huyện. Thầy thơ lại xin phép đọc công văn. Dạ bẩm chính y đó. Dạ bẩm có chuyện chi vậy? Không, tôi nghe tên quen quen và thấy nhiều người nhắc nhòm đến cái danh đó luôn, thì tôi cũng hỏi thế thôi. Thôi, cho thầy lui. À, nhưng mà thông thả, thầy bảo ngục tốt, nó quét dọn lại cái buồng trong cùng. Có việc dùng đến, thầy liệu cái buồng giam đó có cầm giữ nổi một tên tù có tiếng là nguy hiểm không? Thầy có nghe thấy người ta đồn Huấn Cao, ngoài cái tài viết chữ tốt, lại còn có tài bẻ khóa và vượt ngục nữa không? Dạ bẩm, thế già y văn võ đều có tài cả. Chà chà. Ờ, cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặt lưỡi? Tôi thấy những người có tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn lắm. Dạ bẩm, giả thử tôi là đao phủ, phải chém những người như vậy. Tôi nghĩ mà thấy tiền tiếc. Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm lời. Nhỡ già lại vạ miệng thì khốn. Thôi, thầy lui về mà trông nom việc dưới trại giam. Mai chúng ta phải dậy sớm để cho có mặt ở cửa trại trước khi lính tỉnh trao tù cho mình lĩnh nhận. Đêm nay thầy bắt đầu lấy thêm lính canh. Mỗi chòi canh đều đặt 2 lính. Chòi nào bỏ canh, hễ mỗi vọng canh ngủ quên, không đánh kiểng, đánh mõ, thầy nhớ biên cho rõ, cho đúng, để mai tôi phạt nặng. Chớ có cho mấy thằng thập nó đánh bạc nghe. Thầy thơ lại rút chiếc hèo hoa ở giá gươm, phe phẩy roi, đi xuống phía trại giam tối om. Xin chú thích. Thập, trong quân đội nhà Nguyễn, 10 lính gọi là một thập. Thằng thập chỉ người đứng đầu 10 người lính đó. Hèo hoa. Hèo
là gậy làm bằng thân cây hèo. Hèo hoa là cái gậy có cuốn tua trên đầu cho đẹp. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan băn khoăn ngồi bóp thái dương. Xin chú thích, án thư là bàn để sách vở, giấy bút để đọc và viết. Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn, thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm xương, vẳng từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó sủa ma. Trong khung cửa sổ, có nhiều con sông kẻ những nét đen thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú. Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn chụt xuống phía chân trời không định. Tiếng dội chó sủa ma, tiếng trống thành phủ, tiếng điểm mõ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu thanh âm phức tạp bay cao lần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ. Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi lần mực dầu. Hai ngọn bức lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản, đóng dấu son ti nít. Viên quan coi ngục, ngước đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa dâm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Xin chú thích, đĩa dầu sở là đĩa đựng dầu ép từ hạt quả sở, đặt tim bấc để thắp sáng. Ti niết, niết là pháp luật, ti niết là dinh án sát, nơi coi việc pháp luật ở một tỉnh. Tư lự là lo nghĩ. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ. Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã, và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt. Xin chú thích, thuần khiết là hoàn toàn trong sạch. Tâm điền là bụng dạ con người. Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại. Có lẽ lão bát này cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài. Hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao. Ta muốn cho ông ta đỡ cực trong những ngày cuối cùng còn lại. Nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao, rồi sẽ liệu. Xin chú thích. Khí phách là sức mạnh tinh thần
được biểu hiện cụ thể thành hành động. Ở đây, chỉ tinh thần mạnh mẽ, cao cả. Biệt đãi là đối xử đặc biệt quý trọng. Cáo giác là tố giác, báo cho chính quyền biết để kết tội. Sớm hôm sau, lính tỉnh dẫn đến cửa ngục thất 6 tên tù mà công văn chiều hôm qua đã báo trước cho ngục quan biết rõ tên tuổi, làng xóm và tội hình. 6 phạm nhân mang chung một chiếc gông dài 8 thước. Cái thang dài ấy đặt ngang trên 6 bộ vai gầy. Cái thang gỗ lim nặng đóng khung lấy 6 cái cổ phiến loạn. Nếu đem bắc lên mỏ cân, có thể nặng đến 7-8 tạ. Thật là một cái gông xứng đáng với tội án 6 người tử tù. Gỗ thân gông đã cũ, và mồ hôi cổ, mồ hôi tay kẻ phải đeo nó đã phủ lên một nước quang dầu bóng loáng. Những đoạn gông đã bóng thì loáng như có người đánh lá chuối khô. Những đoạn không bóng thì lại xỉn lại những chất ghét đen sánh. Trong khi chờ đợi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao đứng đầu gông, quay cổ lại, bảo mấy bạn đồng chí. Diệp cắn tôi đỏ cả cổ lên rồi, phải dỗ gông đi. 6 người đều quỳ cả xuống đất, hai tay ôm lấy thành gông, đầu cúi cả về phía trước. Một tên lính áp giải đùa một câu. Các người chả phải tập nữa, mai mốt trì đầy sẽ có người sành sỏi dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy, không ông lại phết cho mấy hẻo bây giờ. Xin chú thích. Gông là vật làm bằng gỗ hoặc tre, có then đóng mở, dùng để đeo vào cổ người phạm tội nặng. Thước là đơn vị đo chiều dài, khoảng 0,42 mét. Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình, thúc mạnh đầu thanh gông xuống nền đá tảng đánh huỳnh một cái. Then ngang chiếc gông bị giật mạnh, đập vào cổ 5 người sau, làm họ nhăn mặt. Một trận mưa dẹp đã làm nền đá xanh nhạt, lấm tấm những điểm nâu đen. Cánh cửa đề lao mở rộng, 6 người né mình, tiến vào như một bọn thợ nề, thận trọng, khiêng cái thang gỗ đặt ngang trên vai. Trái với phong tục nhận tù mọi ngày, hôm nay, viên quan coi ngục nhìn 6 tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành. Lòng kiêng nể, tuy cố giữ kín đáo, mà cũng đã rõ quá rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn có biệt nhẫn đối với riêng Huấn Cao. Bọn lính lấy làm lạ, đều nhắc lại. Bẩm thầy, tên ấy chính là thủ sướng. Xin thầy để tâm cho, hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn. Mấy tên lính khi nói đến tiếng để tâm, có ý nhắc viên quan coi ngục, còn chờ đợi gì mà không dở những mánh khóe hành hạ thường lệ ra. Ngục quan ung dung. Ta biết rồi, việc quan, ta đã có phép nước. Các chú chớ nhiều lời. Bọn lính giãn cả ra, nhìn nhau và không hiểu. 6 tên tử tù cứ ngạc nhiên về thái độ quản ngục. Suốt nửa tháng ở trong buồn tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một người thơ lại gầy gò đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa cơm tù. Mỗi lúc dâng rượu với đồ nhắm, người thơ lại lễ phép nói: thầy quản chúng tôi có ít quả mọt này, biếu ngài dùng cho ấm bụng, trong buồng đây lạnh lắm. Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt,
coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm. Rồi đến một hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi ông Huấn. Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết, ngài là một người có nghĩa khí. Tôi muốn châm trước ít nhiều. Miễn là ngài giữ kín cho. Sợ đến tai lính tráng. Họ biết thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài có cần thêm gì nữa, xin cho biết, tôi sẽ cố gắng chu tất. Ông đã trả lời quản ngục. Ngươi hỏi, ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây. Xin chú thích. Biệt nhẫn là cái nhìn thể hiện sự kính trọng đặc biệt. Thủ sướng đứng đầu nêu ra, ở đây chỉ người cầm đầu hô hào nổi loạn. Ngạo ngược là ngang ngạnh, bất chấp lẽ phải. Hứng sinh bình là hứng trong cuộc sống bình thường, ngoài nhà tù. Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quan ngục bị sỉ nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là những trò tiểu nhân thị oai này. Ngục quan đã làm cho ông Huấn bực mình thêm khi nghe xong câu trả lời. Y chỉ lễ phép lui ra với một câu, xin lĩnh ý. Và từ hôm ấy, cơm rượu lại vẫn đưa đến đều đều và có phần hậu hơn trước nữa. Duy chỉ có y là không để chân vào buồng giam ông Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên nữa, năm bạn đồng chí của ông cũng đều được biệt đãi như thế cả. Xin chú thích, khinh bạc là khinh bỉ, rẻ rúng. Tiểu nhân là kẻ tầm thường, hèn hạ, trái nghĩa với quân tử. Thị oai là phô trương uy lực để làm người khác khiếp sợ. Lĩnh ý là nghe theo, vâng theo ý bề trên, nói theo lối trang trọng, cung kính. Hậu là đầy đặn, đầy đủ hơn mức bình thường, đối xử tốt hơn mức bình thường. Có nhiều đêm, ngoài việc nghĩ đến chí lớn không thành, ông Huấn Cao còn phải bận tâm nghĩ đến sự tươm tất của quản ngục. Hay là hắn muốn dò đến những điều bí mật của ta? Không, không phải thế, vì bao nhiêu điều quan trọng ta đã khai bên ti niết cả rồi, ta đã nhận cả, lời cung ta đã ký rồi, còn có gì nữa mà dò cho thêm bận. Xin chú thích, lời cung là lời khai của người bị bắt trước cơ quan pháp luật. Trong đề lao, ngày đêm của tử tù đợi phút cuối cùng, đúng như lời thơ xưa, vẫn đằng đẵng như nghìn năm ở ngoài. Viên quản ngục không lấy làm oán thù thái độ khinh bạc của ông Huấn. Y cũng thừa hiểu những người chọc trời khuấy nước, đến trên đầu người ta cũng chẳng còn biết có ai nữa. Huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Quản ngục mong mỏi, một ngày gần đây, ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ ông viết. Ông viết cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại kia. Thế là y mãn nguyện. Xin chú thích, tiểu lại là viên chức nhỏ trong cơ quan hành chính nhà nước thời xưa. Mãn nguyện là thỏa mãn mong ước. Biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền,
Từ những ngày nào, cái sở nguyện của viên quan coi ngục này là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết. Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm, tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ chi kỷ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời. Viên quản ngục khổ tâm nhất là có một ông Huấn Cao trong tay mình, dưới quyền mình mà không biết làm thế nào, mà xin được chữ, không can đảm giáp lại mặt một người cách xa y nhiều quá. Y chỉ lo mai mốt đây ông bị hành hình mà không kịp xin được mấy chữ thì ân hận suốt đời mất. Xin chú thích, sách Thánh Hiền là sách của Khổng Tử và các bậc danh nho ngày xưa. Sở nguyện là điều hằng mong ước, khoảnh là làm cao, ở đây có thể hiểu là khó tính, khó gần trong giao tiếp. Chi kỷ là người hiểu mình. Hành hình là thi hành án tử hình. Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục tái nhợt người đi sau khi tiếp đọc công văn. Quan hình bộ thượng thư trong kinh bắt giải ông Huấn Cao và các bạn đồng chí ông vào kinh. Pháp trường lập ở trong ấy kia. Ngày mai, tinh mơ, sẽ có người đến giải tù đi. Xin chú thích, hình bộ thượng thư là chức quan đứng đầu bộ hình. Kinh, hay còn gọi là kinh đô. Thời nhà Nguyễn, kinh đô ở Huế. Viên quản ngục vốn đã tin được thầy thơ lại, cho lính gọi lên, kể rõ tâm sự mình. Thầy thơ lại cảm động, nghe xong chuyện nói, dạ bẩm, ngài cứ yên tâm đã có tôi. Rồi chạy ngay xuống phía trại giam ông Huấn, đấm cửa buồng giam, hớt hơ hớt hải, kể cho tử tù nghe rõ nỗi lòng viên quản ngục và ngập ngừng báo luôn cho ông Huấn biết việc về kinh chịu án tử hình. Ông Huấn Cao lặng nghĩ một lát rồi mỉm cười. Về bảo với chủ ngươi, tối nay lúc nào lính canh về trại nghỉ thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây, ta cho chữ. Chữ thì quý thực, ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới viết có hai bộ Tứ Bình và một bức Trung Đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta cảm cái tấm lòng biệt nhẫn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu, một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Xin chú thích, nhất sinh nghĩa là một thời. Tứ Bình là bộ tranh hoặc chữ có bốn bức, khổ chữ nhật, treo dọc và song song nhau. Bức Trung Đường thường làm bằng gỗ, hình chữ nhật, viết chữ Hán cỡ lớn treo ở gian giữa nhà. Liên tài nghĩa là quý trọng người có tài. Đêm hôm ấy, lúc trại giam Tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân rán. Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm
cất những đồng tiền kẽm, đánh dấu ô chữ, đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run, bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã, đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy, và đĩnh đạc bảo. Ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy quản, nên thay trốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn. Nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thôi mực, thầy mua ở đâu mà tốt và thơm quá? Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không? Tôi bảo thực đấy. Thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở. Thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương, cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi. Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt, nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng, làm cho nghẹn ngào. Kẻ mê muội này, xin bái lĩnh. Trích trong tuyển tập Nguyễn Tuân, tập 1, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1982. Xin chú thích, lạc khoản là dòng chữ nhỏ ở góc dưới bức tranh, bức chướng, câu đối, ghi ngày tháng, tên người vẽ, viết. Thiên lương là bản tính tốt của con người do trời phú cho. Bức châm, châm là một thể văn cổ, ngắn, có vần, thể hiện nội dung giáo huấn. Bức châm là bức ghi những lời răn dạy về đạo đức. Bái lĩnh, vừa lạy, vừa nhận lấy một cách cung kính. Hướng dẫn học bài, câu 1, tình huống chuyện của tác phẩm Chữ Người Tử Tù là gì? Tác dụng của tình huống này đối với việc thể hiện tính cách nhân vật và kịch tính của truyện. Câu 2, phân tích vẻ đẹp độc đáo của hình tượng Huấn Cao. Qua nhân vật Huấn Cao, anh, chị có nhận xét gì về quan niệm của Nguyễn Tuân về cái đẹp? Câu 3, nhân vật quản ngục có phẩm chất gì khiến Huấn Cao cảm kích, coi là một tấm lòng trong thiên hạ? Và tác giả coi đó là một thanh âm trong trẻo, chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Câu 4, phân tích đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục trong nhà lao. Vì sao tác giả lại coi đây là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có? Câu 5, anh chị có những nhận xét gì về bút pháp xây dựng nhân vật, bút pháp miêu tả cảnh vật và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Tuân trong truyện Chữ Người Tử Tù? Ghi nhớ, thứ nhất, trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù, Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao, một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang, bất khuất. Qua đó, nhà văn thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp, và bộc lộ thầm kín tấm lòng yêu nước. Thứ hai, tác phẩm thể hiện tài năng nghệ thuật của Nguyễn Tuân trong việc tạo dựng tình huống chuyện độc đáo, trong nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng, trong việc sử dụng thủ pháp đối lập và ngôn ngữ giàu tính tạo hình. Luyện tập, anh chị hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nghĩ của mình về nhân vật Huấn Cao trong truyện Chữ Người Tử Tù. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.